đấy. Ây ra là 500 triệu nó đấy. Đấy, bỏ rượu gái khỏe hẳn lên đúng không? Bỏ mẹ thương tốn quà giờ ấy. Sở Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 17 tháng 7 năm 2020. Và trước mảnh nhỏ quý vị, đây hôm nay chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ trường kỷ chất liệu gỗ hương đá. Đây là bộ sản phẩm hàng đặt của chú Phúc tại xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đấy, trước khi bàn giao cho khách hàng thì tôi có quay lại một video clip làm kỷ niệm cũng như là giới thiệu đến mọi người. Trước mặt quý vị đây là hình ảnh tổng thể của bộ trường kỷ đây. Đây là một sản phẩm hàng đại và có những thông số kích thước và chú Phúc là thửa là dày dặn hơn hàng phổ thông rất là nhiều. Phần ghế này là có kích thước là dài là 2m17 và chân là làm chân là chân 12 chỉ quý vị nhé, chân rất là to. Phần yếm là dày 4cm và đục theo mẫu là ngỗ ngũ phúc. Yếm đục ngỗ ngũ phúc và dày 4cm, vị thế rất là dày đây. Còn yếm nó làm dày và lồi hẳn ra ngoài phần chân nó rất là đẹp. Còn cái phần này là 12 chỉ quý vị này. Bản rất là to nhé. À, nhìn rất là to và chắc chắn. À, quý vị thấy chân rất là to. Cái phần đầu tay này, chúng tôi là đục đầu tay xoắn ốc và bề bản là 14cm và dày là 8cm quý vị nhé. Rất là dày. À, quý vị thấy là cái ván mặt này. Ván mặt chúng tôi là ván mặt một tấm liền, ván mặt một tấm liền, vân gỗ hoàn toàn tự nhiên, cũng như là cái chiều sâu này là phần sử dụng này là 51cm, rất là rộng rãi trong quá trình chúng ta ngồi thì nó rất là thoải mái. Phần vách này là vách chúng tôi là đục là tứ quý tùng trúc cúc mai kết hợp ở giữa thì là có sen cò, điểm giữa là sen cò. Vậy đây, hàng đã hoàn thiện rất là kỹ nha. Vị thế rồi, hàng chúng tôi hoàn thiện rất là kỹ nha. Sờ mát tay luôn, sờ mát tay luôn. Nhà ốc chặt rất là đẹp. Chính giữa bên này là phần bàn. Phần bàn này có kích thước là 1m, dài 1m37, bề ngang là 62 và cao là 82. Chân là chân 9 chỉ. Chân 9 chỉ nhìn rất là mập mạp. Hàng thửa tại xã Tuy Lộc. Thì quý vị thấy là cái phần ván mặt bàn của tôi ấy là liền tấm, kể cả phần bên dưới này quý vị nhé, phần bên dưới này cũng là liền tấm hết. Hàng đặt khác có những cái hàng phổ thông. Đây là chiếc ghế thứ hai. Chiếc ghế thứ hai. Đây tôi quay chậm nha, tôi quay chậm, tôi lia máy từ từ để cho quý vị phải xem được về chất liệu gỗ. Gỗ rất là đẹp, cũng như là những cái phần hoa văn đục chạm thì rất là sắc nét. Còn bộ đường nét thì rất là sắc nét. Rồi, tôi quay thật chậm cho quý vị xem, chiêm ngưỡng được những khách hàng ở xa mà không đến xem trực tiếp được thì có thể xem qua video clip và đặt hàng chúng tôi để tôi xem được những sản phẩm của mình. Rất là đẹp, từ phần gỗ là chọn lọc cũng như là về phần hàng đục chạm. Thì hôm trước là chú Phúc là đã về xem và duyệt phần mộc của sản phẩm này rồi, sau đó thì chúng tôi mới vào sơn và hoàn thiện. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện rồi và hiện tại là chiếc xe của chúng tôi ở đây là chuẩn bị xếp để bàn giao khách hàng đây. Đó, quý vị nào có nhu cầu muốn mua sắm và sở hữu những bộ sườn kể hàng thửa hàng đặt như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại trên màn hình đây là 0987 510 806. Website là đogotung8.com thì mọi người thể truy cập vào website để xem thêm những sản phẩm khác. Rồi, xin chào mọi người nhé và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.